Thôi rồi bây giờ mình qua món thứ hai đi Sơn. Dạ, món thứ hai là món chè đậu đỏ ạ. Chị hay nấu cho anh ở Đoàn á, tại vì anh thích cái chè đậu đỏ mà kiểu mình miền Nam. Đó, chị nấu cho ăn cái này nè. Mẹ cấm không cho đi nấu bữa trưa, nhưng mà nấu xong chùi cho một miếng chén chén vậy đó. Nhưng mà nấu cái này là chị nấu cho cả đoàn hay là nấu cho mình ăn? Chị nấu chị ăn cho mẹ ăn thôi. Nấu cho hai mẹ con ăn. À, xong lấy một phần ra lén cho tặng anh. Giống như bữa trưa em chùi đó. Rồi bây giờ cái mấu chốt quan trọng nè, làm sao mà thuyết phục được mẹ đồng ý cho cái chuyện tình của anh chị? Lúc đó chị yêu nghề lắm, nhưng mà chị cũng yêu anh nữa. Thật sự đó, anh ngày xưa chị quen cũng rất là nhiều bạn trai, nhưng mà anh là cái người mà chị yêu nhất, là vì anh cộng nhiều cái mà chị rất là mến ở anh, là anh thật thà, rồi anh rất là thương em của anh. Một lần chị về nhà chơi, chị thấy anh có hai đứa em gái, một cô thì lại có tật bẩm sinh á, còn một cô thì dễ thương lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên anh, mà anh rất là thương hai. Thôi vợ con cứ nói với nó đó, kêu gia đình lên gặp mẹ đi. Rồi là mẹ cũng đồng ý, giống như cho hai đứa quen nhau, nhưng phải để cho con đi về thành phố, con tạo nên tên tuổi đi, rồi hãy lấy chồng. Chứ bây giờ lấy chồng sớm là coi như tương lai là mất hết á. Thì chị nghe chị mừng lắm. Anh nghe chị nói vậy anh cũng mừng. Anh mới kêu mợ, tại vì ba mẹ anh mất hết trơn rồi. Anh mới nhờ một bà mợ lên gặp mẹ chị để mà nói chuyện. Mà không ngờ khi gặp mẹ chị là mẹ chị trở quẻ liền. Mẹ chị nói ai cưới ai gả vậy đây. Trời đất ơi, trời ơi, tôi mẹ hôm trước mẹ nói gì, tao nói như vậy thôi, tao nói như vậy thôi chứ ai cưới gả gì đây. Rồi bắt đầu là kể từ đó là coi như là chị đi đâu là mẹ chị sát nút vậy đó, không có cho hẹn hò gì luôn. Mẹ chị quyết định đêm đó là mẹ chị dắt chị trốn khỏi Đoàn. Hai mẹ con thì y như rằng sáng nay là cái anh này nè, ảnh tới cái chỗ ngủ của chị là anh thấy mẹ chị với chị dọn đi rồi. Bỏ Đoàn đi rồi. Thời đó không có điện thoại, không có gì hết, không biết tìm đâu. Không đó, duyên trời sắp đặt cho chị với anh hay sao á. Thì lúc đó chị đi trong cái Đoàn Quảng Ngãi đó, là đi chung với một cô diễn viên ngày xưa cũng đi chung với chị Đoàn Sâm Hương luôn. Không biết bằng cách nào mà cổ liên lạc với ảnh, cô nói hiện giờ chị đang đi Đoàn Quảng Ngãi, đi Đoàn Cải Lương Sông Trà. Thế là không phóng theo vô đi tìm chị. Dễ sợ. Mà rất là may mắn cái lúc đó là mẹ chị về thành phố, là mẹ chị cũng về mấy tháng, cũng một tháng hơn, là cái cơ hội cho ảnh rinh chị về. Khi mà mẹ chị ra lại Đoàn Quảng Ngãi thì đã hay tin chị ra ngoài Huế rồi. Lúc mẹ chị ra Huế tìm chị luôn. Có đòi con rồi có. Lúc đó ổng chắc chị đi trốn. Rồi sao như phim thì đó, như phim kịch tính của mấy cái phim hồi xưa cải lương mà em coi á. Y chang luôn. Mẹ chị dữ lắm. Chị trốn luôn. Vì vậy mà chị sợ, chứ thôi để đi từ từ đi. Rồi hai đứa thành với nhau rồi á, rồi từ từ rồi về xin lỗi ra mắt mẹ. Cuối cùng mà mới tổ chức á, tổ chức một đám cưới nhẹ. Đám cưới nhẹ là sao anh chị? Không có cha, không có mẹ. Chị có mời trong đoàn. Mời trong đoàn rồi đứng trước bàn thờ của ông ngoại, của quyền tức tổ của bên ông xã chị. Rồi nói xin lỗi chống có hai người lớn. Đó là một cái đám cưới vô cùng đơn giản, chỉ là mục đích báo cho mọi người biết rằng chúng tôi đã nên vợ nên chồng, chứ chưa bao giờ làm một cái đám cưới chính thức. Đúng rồi. Thưa quý vị, chỉ với món cơm hến thôi mà cái câu chuyện nó dài lắm. Rồi bây giờ mình qua món thứ hai đi Sơn. Dạ, món thứ hai là món bún mắm nêm thịt heo. Đúng rồi. Và bánh bèo Huế. Huế, đúng rồi. Đây là hai món ăn mang tên là món ăn từ dạ dày đến trái tim. Hai người chung. Cái món này á là nó buồn lắm. Nó ngon buồn, nhưng mà nó rất là buồn. Là khi bắt đầu mà chị và xã chị sống với nhau rồi thì cái khoảng thời gian đó là chị nghỉ đoàn, là vì con chị lúc nó đau bệnh hoài à. Đi theo đoàn thì nó lại không có hợp với thổi nhưỡng từ cái chỗ này qua chỗ khác. Lúc cái chị mới sanh con á thì khán giả ở nhà họ xem tivi hết, họ không ai coi cải lương hết, thì chị lúc đó chị buồn cho cái nghề của mình. Với lại chị quyết định chia tay sân khấu để về lấy chăm con, để kiếm những cái phòng trà, những cái vũ trường gần để mình hát, tiện về mình vừa chăm con mà nó cũng có thu nhập luôn. Thì chị còn nhớ cái khoảng đó chị rất là khổ luôn á. Lúc đó chị còn dọn dẹn ở trong túi là mấy ngàn, chị đi chợ thì một cái tô bún mắm nêm rất là ngon luôn, mà lúc đó tô bún mắm nêm là 2.000. Chị nói trời ơi, thèm ăn tô bún, nhưng mà khi mình ăn tô bún rồi thì mình không còn tiền mua sữa chua cho con nữa. Thì cái tô bún mắm nêm ở chợ Đông Ba nó rất là ngon, nhưng mà nó cũng là buồn, kỷ niệm buồn của chị. Cảm ơn Sơn rất là nhiều, bởi vì em rất là tinh tế luôn. Em chạy cái chiếc xe đạp ra là anh đáng đoán là nó có liên quan đến gì rồi, mà không ngờ mang cái món set đồ Huế mà nó kịch tính như là cái câu chuyện mà cải lương ngày xưa. Rồi bây giờ thì chắc là em mời anh chị qua cái món đoạn bên kia. Dạ, mà nó cũng hấp dẫn không kém cái món đoạn bên đây. Anh chị sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng.